Hôm nay Phúc Toàn nhờ cái em cháu của bà Lâm Thị Lan gửi hai cái bìa thư này vô bệnh viện. Bây giờ Phúc Toàn đang chờ em nó xuống nè quý vị ơi. Cái này là hai cái bao thơ là của cô Hương gửi nè. Là ngoại của con là tên Lâm Thị Lan phải không? Lanh hả? Lâm Thị Lanh hả? À, là với Lâm Thị Lanh nè làm một 150 đô nè, là chú đổi ra rồi nè là 3.450.000. Rồi cái này là cái phần tiền của chú Phước nè, chú Phước khiếm thị đó. Là 50 đô nữa nè là 1.150.000. Rồi bây giờ con lên con đưa cho bà ngoại đi với chú Phước á, rồi con quay cái clip đó, cảm ơn cô Hương giống như là hôm bữa vậy đó nha. Rồi con quay con gửi qua cho chú đi. Nè con nhận đi. Đó là hai cái phong bì của bà ngoại con với của chú Phước đó, lên trả đưa đi rồi con quay con kêu cái cô nào đó quay clip giùm đi rồi gửi qua cho chú ha. Còn gì gì? Bà muốn nói gì bà lại đây nói luôn nè, con đi lên con quay clip gửi chú đi. Nói chú cô Hương ơi gắng giúp đỡ mình thôi, đừng mà xin số tiền để mà tạm ứng bệnh viện cho chồng tôi. Thôi qua cuộc sống thấy cũng khổ quá cô. Bây giờ con nói với cô là giống như người ta giúp cho mình cái lúc ngặt thôi, chứ bây giờ mà nếu mà nằm viện lâu dài là người ta đâu có giúp được đâu. Thì bây giờ hình ảnh của cô con đưa lên thì đưa như vậy đó, mà không biết có cô chú nào giúp hay không thì là cái đó là chuyện hên xui ha. Rồi bây giờ cái cô này nè quý vị, là chồng của cổ là bị nằm ở trong bệnh viện hôm bữa mà cô Hương cho tiền đó. Rồi có thằng con trai mà nó quay mấy cái clip giùm đó quý vị, bây giờ là nó đi về chển nó chạy tiền cho ba nó rồi, mà không biết là có chạy được hay không. Bây giờ người ta kêu ứng tiền mà cô bả hết tiền rồi, thì cô chú anh chị mạnh thường quân nào mà giúp được thì Phúc Toàn cảm ơn ha. Rồi bây giờ tạm thời con chỉ đưa lên vậy thôi. Rồi cái người giúp không giúp là con không biết nha cô. Dạ chị nào có ai giúp thì con đem vô liền, còn không có là con không có vô là cô biết rồi đó ha. Dạ rồi con chào con về ha. Dạ rồi cô lên cô chỉ giùm cái thằng em đó, đó là kêu nó quay giống bữa vậy đó, nhận tiền xong rồi cảm ơn giùm con ha. Đấy, điện cho Út mình chờ con. Không, cái thằng đó nó có người quay giùm. Thì bây giờ cô lên cô chỉ dẫn là cảm ơn giùm gì được rồi. Rồi cô lên chỉ đi ha. Rồi con chào cô. Cảm ơn chú Toàn. Dạ, tôi là Lâm Thị Lan, năm nay 70 tuổi, tôi có cảm ơn cô Hương. Cô có giúp về cho chú Toàn để giúp cho tôi được số tiền. Tôi rất cảm ơn cô quá nhiều. Tôi bệnh hoạn hoài, khó khăn gia đình lắm. Nhờ cô giúp được, tôi cảm ơn cô nhiều lắm luôn. Cảm ơn cô. Tôi Huỳnh Nhân Phước, năm nay 48 tuổi, cũng bệnh hoạn hoài. Bữa hổm cô cho 100 thì tôi cũng mang ơn cô lắm. Bữa nay cô giúp cho thêm 50 nữa, tôi cũng cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô Hương, cảm ơn cô Hương nhiều lắm. Cô nhờ nghèo khổ mà đau hoài rồi, nhờ cô giúp đỡ giùm cô luôn, cảm ơn, đổi ơn. Không biết từ nào nói. Như vậy là ở nhà đi, bệnh viện. Hỏi tiền hỏi bạc hoài khổ quá không ơn. Như vậy là nhờ anh thường quân giúp đỡ giùm. Tôi cảm ơn. Tôi cảm ơn. Mấy em gà khỏe không Ngọt? Dạ không có khỏe, quá trời mệt rồi. Tự sẽ mơ gì nằm dào dào, ráng làm công chuyện. Dạ. Cái bầu tử nó quá trời người ấy. Ủa cái này ai cho tiền con Ngọt lót lại vậy? Không phải, cái đạo Phật dạ, giáo của Hảo á. Dạ. Dạ, còn cái lên thấy bộ mà ở có mình ơn hả? Dạ, không có chồng, không có con, không có anh em. Rồi cái đau không có anh em nào mà tiếp lo giùm, súng nhau lợi làm. Chú ơi mấy ổng thôi, rồi làm vụ tiền bạc là mấy ổng lo hết. Cà phê cơm này kia mấy ổng cũng làm tự túc mấy ổng nè. Dạ, lót là đẹp quá trời nè. Dạ. Bộ nước nó ngập hay sao? Không có nước ngập. Mà giống như nó dơ phải không? Rồi dạ. Mấy ổng thấy gì mà ông làm nó cho sạch đó phải không? Dạ, ý thấy gì làm cho sạch. Với vậy làm cái bàn thờ nữa chứ tôi bàn thờ quá nhiều mừng người. Mà làm cái bàn thờ nữa. À. Dạ. Làm cái bắt gạch lên đó phải không? Dạ.
Rồi bây giờ vậy nè, y nói bây giờ sơn cửa với sơn này, giờ lo tiền đi kiểu bạc đi, đặng mà tôi đưa tôi làm cho bị gì bị vậy nè. À, còn nhiều người khác nữa. Dạ. Dạ, không phải mình tôi. Dạ. Dạ. Mượn ở sức rồi chúng tôi thôi. Rồi mấy cái khánh, mấy cái trang này mình bán có được không? Lâu có người ta lợi, mà cũng như nhiều khi thấy người ta khổ cho. Ừ. Dạ. Đó, đâu có bán gì đâu. Tại người thấy cho không mà người tạo lợi thấy khổ cho mà. Ừ. Không có bán. Rồi mấy cái tượng đó là mình đi thỉnh hả? Đi thỉnh đó chú à. Dạ. Đi thỉnh để nó bán gì đó. Rồi giờ mà thấy người nào khổ khổ cho. Dạ. Dạ. Như Út Dung cũng vậy, đem đồ gãy này kia lợi cũng chia với nhau ăn. Dạ. Dạ, không có ăn mình chia. Là cô bán nhang rồi luôn hả? Không có nhang á, nhang để để thắp thôi phải không? Dạ, để thắp. Rồi chị với em nào lợi, tôi nhà tôi hết nhang, đưa cho bó, hai bó, ba bó vậy đó. Dạ. Mà nó cho thắp đâu có nhiêu. Dạ. Mua mười mấy bó, giờ còn có mấy bó à. Cho. Dạ, giống như ai nó không có tiền đốt nhang là dạ. Cho. Nó cho anh ta, tụi người chú. Rồi chế mít này ai cho nó đây? Cái ở trên thị trường mít Thái. Dạ. Chú ăn hả? Không. Lấy trái này. Không đi. không, con hỏi có ai cho thôi chứ con không cho. Ăn. Cho. Ở nhà con mít nhiều lắm. Vậy, đâu có mua đó chú. Tiện đâu mua. Mà trên thị trường cây mít này ngon dữ lắm. Rồi mấy em gà có ai cho tiền không? Không, đâu có chứ. Rồi thuốc mấy em gà có chết không? Chưa, hết rồi còn có chích cơ còn chút nữa à. Ừ. Là ngày nào con ngọt cũng tự chích. Ngày hai lần. Dở bụng lên chích. Dạ. À, bấy hết trơn. Là bác sĩ kêu chích bụng hả? Dạ. Ngại có gì không chích. Rồi tay bụng. Chân mấy gà lành chưa? Chú hư cũng nhức. Trời lạnh này nhức quá à. Ừ. Nhà dí nhức cẳng. Mình bệnh gì con ngọt cắt móng tay sát luôn đi đặng cho nó đừng có ấy. Để thôi chừa móng tay cái đầu cái mình trúng cái nó động cái nó dạ. Sưng á. Tính để gãi gì nè. À gãi hả? Dạ. Nó. Thì mình cắt cục cục thôi, con ngọt dạ, đừng chừa cục. Dài. Cắt giống cục. Như chưa cắt dừa để gãi thôi. Con mắt không có thấy đường gì mấy. Rồi không cắt được luôn. Cắt nó chợt qua chợt lỡ hoài. Trời ơi trời. Dạ. Không có mượn Dung thì ai lại chơi đó mượn người ta cắt giùm. Ta sợ nó gần mình lây. Mà tối ngày nó đâu đi ra ngoài đâu. Ở dạ. Trong này không à. Dạ. Dạ. Gán gái của quyền cho đừng có người nào mà bệnh lại lây từ huyền. Rồi con. Bữa giờ á là cô có đi chích ngừa chưa? Dạ ba lần rồi. Chích ba lần rồi hả? Dạ mới hộ ông kia em kìa vậy nè. Dạ. Lần thứ ba. Là người ta chở cô Ngọt đi hả? Dạ. Ta thấy mình neo đơn gì cái người ta chở đi. Đi về đi tới đi luôn. Dạ. Nè. Cái đường này cái nhà kế bên ta chán cũng sạch rồi nè. Dạ sạch rồi. Chứ bữa nó ướt nhẹp mà. Dạ. Còn có cái chị đó bữa đó đi kêu xe cho đi. Đi trả 30 ngàn. Bữa chích đợt này là trả 30 ngàn. Dạ. Dạ. Chỉ thấy gì tụi nghiệp có mình ơn tao hoài chú ơi. Không có được mạnh đâu. Dạ. Gán nằm gì gán ngượng làm gì chứ làm muốn nổi. Dạ. Dạ. Rồi tay chân làm độc vậy đâu có để mà cái tay vậy phải mua bó tay nông vô. Làm gì? Đánh ngửa chén này kia. À, sợ dạ. Nó ướt nó làm độc quá. Dạ, nước nó không có lạnh. Dạ. Dùng nước không có lạnh. Rồi là thăm cô Ngọt vậy rồi cô Ngọt gán nghe. Dạ cảm ơn. Giờ nào có ai cho gì con đem lại cho cô Ngọt ha. Dạ. Rồi con chào cô Ngọt con về ha. Dạ cảm ơn chú Tư nhiều, chú Tư thăm mừng quá à chú Tư. Dạ rồi dạ. Con chào cô ha. Tính đi quay từ thiện nè. Đây các bạn. Con quay các bạn. Trên nhà Khánh Linh. Đi kiện hai giờ nữ gì vậy không? Giờ 2 giờ rồi sao kìa? 2 giờ đi nó ma trên diện đồn. Mình coi điện. Chị nào mới đi kia trọn. Tính đi bây giờ nè.
xin lỗi rủ ông nè, mà ông mắc kẹt chuyện chắc tôi đi mình. Tội nghiệp và cô Hương mở đầu cho quà mấy người Tết á, mấy người nghèo Tết á, mà bây giờ cổ sợ cái vụ bệnh dịch rồi mình đi mình bị bệnh á, bây giờ không biết làm cách nào nữa. Cô Hương á hả? Ừ. Rồi bà cho cũng mấy chục phần nè. Thì giống như một lần vậy đó, cũng mấy chục phần vậy đó. Bây giờ có nước mà mình lỡ nhà người ta cái mình để đồ trước thì kêu ta ra lấy á. Ừ. Chứ giờ mình vô nhà nào cũng vô hết trơn mà lỡ biết. Bà có chuyện chừng nào bà đi không? Thì cổ hỏi mình có tính làm sao, nhắm đi được không? Được, tôi ăn đi được mà. Kệ đi chết được với cha nhắm được. Bây giờ có muốn mình để đồ ngoài trước đó, rồi mình kêu người ta đi ra. Ừ. Rồi bữa mấy mới đi còn. Cổ mới có tính mà chứ chưa biết là sao nữa mà. Tôi chưa có nói với cổ à. Hôm qua mới đi cúng cho ảnh lên chưa? Rồi. Rồi bây giờ đi lên chảy làm gì nữa ông vua? Thì ông hứa cho búp bê đó, tôi đem búp bê cho nó kìa. Thì đi về liền 2 giờ rưỡi kịp. Bây giờ là 2 giờ rồi đi đâu kịp. Nửa tiếng hồ chạy chảy nó muốn nửa tiếng rồi. Ừ. Kệ đi để tôi đi mình, tôi nói cổ ông thầy gỡ. Nó mà nó mới tuổi nó mà sẽ sàn rước này là ở đâu lận? Sàn ở trên điện đường. Là trên chỗ nhà trọ, nhà quán nhậu 66 hả? Thì Vịnh Đồn nằm đó phải không? Ừ. Hôm bữa ông dựng cái hình Phật với cái tấm hình, cái tấm hình Phật với cái túi tai nải màu đen đó. Ừ. Mấy đứa trên mạng nó nhìn sao mà nó nói là cái ông thầy, cái chổi ông thầy quá dơ. Đó, nó nhìn vậy đó, rồi sau nó nhìn ra cái chổi, nó nói cái chổi ông thầy quá dơ, anh Toàn coi thoa thay cái chổi đi. Ôi trời ơi. Mà hôm bữa giống cái chổi thiệt nội. Mà giống cái chổi thiệt, cái hình phạt á, cái ông chùm nó dễ dàng, y gan cán chổi rồi, còn cái bịch ở dưới đó nó bè ra, y gan như cái chổi. Nó nói sao đi Toàn. Nó kêu tôi thay. Cha ngồi chơi, chút có đi cha. Nó kêu tôi thay cái chổi cho ông thầy, cái chổi quá đen. À. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, dạng vật trần như bọt nước, làn mây, thân ta còn, rài đó mai đây, của ấy cũng phi tan phi hiệp. Ê, hãy nói gì nè ông Tròn, tôi nói với cô đó đó, em này nó qua ra và đọc tử không chịu đó, bác nói thì được thầy cúng cho con đi, thầy đem dẹp vô ông đọc đi thì nó đem ra đi dễ sân nộ nhẫn nhục diệt được nó tâm trần thông thả ta còn. Thường nên hôm qua mấy cái bông của Phật tử cúng mà đẹp tự phải chưng ta thường nên tập tánh khoan dung thiệt hành đi đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y đạo đạo cầu đạo gây gỗ là giáo thiết từ bi mê si trì giới diệt mê si phải mương thiền giác nương thiền giác muốn việc làm chính trực khôn ngoan đừng vạ đâu tin tưởng nghe rằng đừng bạ đâu tin tưởng nghe càng làm ngu muội đạo thân uẩn kiếp trừ ác trừ xong hiện
ra thiện nghiệp gì trời, lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm ngon thơm tho, tuy không thấy mà ngày sau chẳng mất. Chứ không có hiểu cái câu đó không? Thì giống như mình làm việc lành thì mai mốt là con cái của mình nó cũng lành, mà làm việc ác mai mốt con cái của mình nó cũng ác. Ông quay cái kiếm mở của mã đó, của bà hai bên đây nè, đẹp quá, coi hết rồi kia. Bấm được hả? Điện rồi sáng chôn nè, sáng 7:30 chôn nè. Đâu có đâu, tôi lên tôi đưa búp bê tôi về à. Bữa nay cũng mắc kẹt công chuyện, đâu có lâu được đâu. Chuyện gì? Về nhà làm chuyện. Nói là xong ông Năm nghe tôi còn. Nói xong ông Năm. Ông nào ơi, ông quay ví dụ cái clip con Ánh Linh đó. Ông cũng nói được chậm cái ghê nậu rút rứt quá. Nói gì? Ông à, rút bê nó cho mừng thịnh hay gì đó. Nghe một khi tôi hỏi là ông che mong mười thuận vô hoài. Không phải, tôi nói là bây giờ chú Toàn lấy búp bê cái mái tóc giống của mười thuận nghe. cái nó nói thông tóc dài mới được. Tôi nghe không, tôi coi hay. Ông hứa cho tôi con, ông kêu cho mấy thì ông đừng có nói gì. Đàn ông ngủ hả? Không có. Cái giọng này nó muốn đứt rồi nè. Ông coi bà kiếp nãy giờ tôi buồn quá, thấy ghê, ông không biết chứ. Buồn như gì nữa? Đã, tôi nói tôi đi nắm điện người ta, tôi không ăn cơm nhà ta. Kiểu có đem bánh chè cho tôi ăn. Bà có cái chân mở nhất, bà không đem được không? Giờ nó bụng ầm lên. Chưa ăn ăn luôn. Thì sao bà nói ông ăn cháo? Bà điện cho ông hả? Bà nói nó nói có cháo rồi, nó kêu chị khỏi đem. Ăn cháo no quá. Vì sao chết ông nội? Nữa, treo đó là chi mà cứ trách phiền sân si hoài. Bà điện hồi nào vậy? Thấy không? Bà không điện là hiểu lầm bà nữa đó. Bà điện bà nói với tôi á, chị hỏi nó ăn cơm không, chị đem vô cái đầu nó có cháo của Phật tử nào cho đó. Nó ăn rồi. Ăn uống no luôn, bỏng bỏng. Thì của bà nó đem xuống. Vậy người ta đòi đem không chịu? Bà nó mới đem, ở chừng mới nhất. Ông vua. Bà chết mũi thứ ba nó hành, bà đi kìa ông nội. Ai cũng vậy, có phải mình đâu. Mình còn biết từ nào mới có ai phúc còn. Ông hả? Mấy người trẻ hơn thì chưa tới mũi thứ ba đâu. Các cỡ thứ sáu. Bây giờ đâu có cúng kịp cho bà đâu, để cái điều xấu nó cúng. Hôm nào này người ta nói để dành thời gian đi, chưa mơ đó, đi lên chỉnh chơi cha thì không có nhào đi đâu nữa nay. Mà người ta chết và riêng cái mệt mà. Thì người ta kêu tụng không mất có tiền ủng hộ. Dùng đó, coi từ 2 giờ. Kêu đặt áo không đưa tiền nên là đặt cái áo cho rồi cái gì mà không kêu đưa tiền. Trời ơi. Nhà mơ xuống lấy đi. Lấy gài tiền đâu? Có là biến mọi điện. Có tiền mình đâu có giúp không? Mấy gài là dư dữ lắm rồi. Tại tôi muốn ông mà mơ đi cái tôi đưa luôn. Tôi mới vui. Nè. Ông nói ngày mơ chứ nhiều khi ngày mơ ta kêu nữa, ông không có rảnh đâu. Hết rồi.
ra phải xảy ra đám này chứ không có. Nè, mời đưa 500, đặt áo đủ không? Cái áo có 430 à. Ừ. Tôi tính đi lên Ánh Linh với ông được chơi, rồi đưa tiền luôn. Ngày mới, ông muốn đi thì ngày mới đi. Mời đi, mời đưa tiền ông một số. Nè, tôi dư 4 miếng nhiều. Ông nậu biết làm gì không đi toàn. Để đóng tiền điện, tiền nước rồi đó. Cái wifi với tiền nước của ông á, ông tụng một đám rồi. Để tôi nói ông nghe, tôi đưa cái này nè, lấy tiền điện đó. Tưởng bị tổng cộng là bao nhiêu nữa. Với tiền điện ông có mấy chục ngàn. Nó đưa tôi hoặc tử, tôi đi buồn cái cổ em này, cái cốc treo đây nè. Nè, có thầy ơi, có thầy nào đỡ cho ông mà. Dây điện đó phải không? Ừ, tôi ra sẽ đi nè. Tôi trả tiền luôn, nó bao nhiêu gì hay toàn. Thằng ô, có 73 ngàn hả? Ừ. Giờ ông nào đi. Chọc thật không? 100 ngàn cũng được. Có 73 ngàn. Cứ dứt rồi. Thầy cổ nói ổng ở đây nè. Cổ treo ổng biết là lên cái cổ. Tiền điện với tiền wifi chưa tới 300 ngàn. Ừ, được cái chơi nó quần. Tiền áo được luôn á. 100 ngàn luôn. Đã tôi nói ngày mai muốn đi thì ông cho tôi hay, tôi lại chở đi chứ có đâu mà. Mười giờ. Mười sáng hả? Ừ. Nha. Mười giờ. Bị xe chôn nó ma gì vậy? Tôi còn tắm giữa nữa tới giờ đó. Cái người đó biết nhiêu không? Nhiều. 67 tuổi. Vậy thôi cơm nước rồi ta đi đâu, đi đâu mà 10 giờ trời. Ờ, mấy cơm nước hả đi em. Ừ, chứ tự nhiên nó 10 giờ lỡ chở hết trơn à. Vậy cơm nước hả đi ha. Ờ, ăn cơm xong rồi đi. Ngậu là ngậu, vui cha tôi rắc nước. Ổng ăn được cái bánh xẹo và tiếc nó bụng chết. Tới giờ ta gước rồi kìa kêu nước. 2 giờ tới 2 giờ rưỡi mới gước. Kìa kêu uống nước kịp. Kêu 3 giờ. Uống nước kịp không? Được. Rồi từ 2 giờ rưỡi tới 3 giờ tới 2 giờ rưỡi. Giờ đó là phải liệm. 2 giờ rưỡi là chắc ăn cho mới xuống dễ gì. Ra mới ghé tôi nó thì nó điện tùm lum chứ. Nó ăn Dũng to dữ á, mình ăn cũng nói được. Đây kìa, đồ chưa khô hết kìa. Chết kìa. Thôi chú Toàn, nhờ Tụng nó có tiền mua áo mua đập thật. Quên nó làm gì. Cái áo mua trong quá khen à. Sáng thì Tụng trong quá khen à. Làm sao thì mua cái áo được nữa không? Thì mua thì mua, thì ông đưa tiền ta đặt cho rồi đem về. Để nhầm ngồi đi với ông đó, tôi đưa liền tại chỗ. 500 đủ không? Đã nói đủ, có 400 mấy nè, dư nữa. Ừ. Tiền điện, tiền nước không có nhiều hết chú Tròn. Điện, tiền nước có 300 ngàn tháng, ông lo không nổi nữa thôi. Sao không nổi cha? Tùng 81 à, là đủ trầu rồi, tiền nước, tiền điện ừ, tháng rồi. Ừ, biết rồi. Còn mấy ngày kia là dư đó. Ừ. Sống mình khỏe thì Tròn không có ai bắt buộc mình. Ừ. Không ai quấn ghen nữa. Thứ quỷ. Nãy về nhau không nghe không? Chào con. Tôi biết bắn rồi cha. Tại có ông vui quá ông buồn. Ông còn đang giờ bà chị bà đánh đà, nhưng mà đánh chừng qua đào. Bà em lấy cái xèo tôi ăn được cái ông còn rồi. Bữa nào đổ cái xèo nữa hả? Ừ. Bà xiên với trời. Cái nhà nó chưa đổ ra. Bánh xèo gì đổ liền liền nha. Đổ bánh xèo chai, bánh xèo má ăn. Hầu đem cho em bút một cái đi, nó ăn rồi nó đi, không. Không thương em bút gì chứ. Ừ. Công nhận chị ba ác quá chị ba ơi. Ừ, bút ngọn nó đúng rồi. Người ta 2 giờ tới 2 giờ rưỡi luyện mà. Nó có kịp phải không? Kịp gì? Kịp đi chơi, đi nắm lưng. Đâu có kịp. Mới đi. 2 giờ rưỡi là tới đây. Mời đi. Đồ Dũng con già rồi đi. Đồ Dũng hay cũng cha. 12 giờ mới ông ăn với cha. Đó hồi nãy ông điện là tôi mới có ăn đó. Ông đâu biết xảy ra cái đám ma rồi. Sao sao cả ông ta mời hoài ghi toàn đó. Thì ta nhạc, chết giờ nào ta mời gì nấy. Nè, nói ông nghe. Tùng dư bao nhiêu rồi. Anh nói ông nghe ông mừng. Không biết gì nói nữa. 1 triệu, 2 triệu 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Không có mà. 3 triệu. Biết sao. Mấy cái đám gì rồi đó gì còn. Nè, triệu đây nè.
nè. Thì gom gom lại đó. Ừ, tôi và tôi sợ hộ tống tiền điện nhiều đồ lắm cho tôi còn ngủ. Với ông phải bỏ thủ tiền đặng mơ mốt có bệnh. Đau nữa rồi bệnh, chồng. Bệnh bất tử đó. Tiền đâu sai. Ai ta cũng nói như vậy con đó. Ờ. Tôi sợ lắm chồng. Ví dụ có kêu gọi mạnh thường quân thì cũng đâu có tiền sẵn đâu mà đem ông đi. Ừ. Thì mình phải thủ tiền đặng có trước mắt tôi mình nghe, đi bệnh đi qua. Tôi nghe lời ông lắm. Chào quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh cho thầy Thượng nhận giúp bà. Thầy Thượng cảm ơn quý vị rất nhiều.